Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Lựa chọn một thời điểm nào để đi du học cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi các bạn học sinh, sinh viên có quyết định đi du học, đặc biệt là tại Mỹ. Theo kinh nghiệm của nhiều bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại Mỹ, thì đi học từ những năm trung học phổ thông sẽ mang lại cho các bạn nhiều lợi thế. Và vì sao lại như vậy? Thì đầu vào các trường trung học tại Hoa Kỳ thường thấp hơn các trường đại học, với mức điểm trung bình và khả năng tiếng Anh ở mức khá trở lên và bạn có thể được nhận vào một trường trung học tại Hoa Kỳ. Cơ hội trau dồi vốn tiếng Anh. Nếu bắt đầu con đường du học ngay từ bậc học phổ thông, học sinh sẽ có nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng tiếng Anh và làm quen, hòa nhập với văn hóa nước Mỹ. Học phổ thông tại Mỹ sẽ giúp các học sinh có sự chuẩn bị thật tốt khi bước vào bậc đại học. Nền giáo dục ở Mỹ rất chú trọng đến độ tuổi trong bậc học phổ thông. Vì vậy, chương trình trung học tại đây luôn tập trung vào việc phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất cũng như tinh thần của học sinh. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức trên lớp, hầu hết các trường trung học đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh của mình. Đây là một trong những điểm khác biệt nền giáo dục của Mỹ và Việt Nam. Công ty Du học Tân Đại Dương với hơn 14 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học du lịch sẽ là nơi đáng tin cậy nhất cho các bạn có ý định du học tại Mỹ cũng như là các nước khác. Mọi thắc mắc về hồ sơ thủ tục, các bạn vui lòng gọi đến hotline 0996277629 và 0166515 7271. Và sau khi hoàn thành trung học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội được nhận vào các trường đại học danh tiếng tại Mỹ cũng như các trường đại học khác trên thế giới. Chất lượng giáo dục nổi tiếng trên thế giới cũng là một ưu điểm của các trường trung học tại Mỹ. Điều này được khẳng định bởi hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ đầy đủ cho việc học tập của các trường. Đặc biệt, với các trường trung học tư thục, học sinh sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp với giáo viên và các học sinh bản xứ. Ngoài ra, các học sinh tốt nghiệp trung học loại giỏi sẽ có rất nhiều cơ hội được cấp học bổng và hỗ trợ tài chính từ chính phủ của Mỹ dành cho các bậc đại học. Hệ thống các trường trung học tư thục dàn trải khắp nước Mỹ, thỏa mãn nhu cầu về địa điểm của học sinh. Mức học phí và ăn ở trọn gói trong một năm của các trường trung học tư thục thường vào khoảng 20.000 đô, giá rất cạnh tranh và là một sự hỗ trợ tốt về tài chính cho gia đình. Và để được tư vấn miễn phí về chương trình du học các nước, hãy gọi đến hotline 0996277629 và 0166515 7271 hoặc có thể đến trực tiếp công ty để được tư vấn cụ thể hơn tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Thân mến, Mỹ hiện đang là quốc gia nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh. Và chương trình Hành trang du học kỳ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc đi du học tại Mỹ. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ được trân trọng giới thiệu chị Trần Mỹ Kim, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Trúc Giang xin chào chị Mỹ Kim. Xin chào Trúc Giang. Và như Trúc Giang vừa chia sẻ thì Mỹ hiện đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh. Và không biết lý do tại sao quốc gia này lại thu hút nhiều sự quan tâm đến như vậy ạ? Và đúng vậy, thì đa số các bạn học sinh từ khắp nơi trên thế giới thì đều tìm cách đi du học nước ngoài mỗi năm. Và có hơn 1/3 trong số đó là lựa chọn đi du học Mỹ. Và vì sao thì các bạn lại chọn Mỹ để gửi gắm cho tương lai của mình? Đây cũng là một câu hỏi được rất nhiều các bạn đã đặt ra. Và nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn như sau. Đầu tiên là phải nói đến nền giáo dục đại học và sau đại học của Mỹ được công nhận là tốt nhất trên thế giới. Chương trình giảng dạy xuất sắc và sinh viên sẽ có cơ hội được tiếp xúc với lại thực tế. Sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ thì đều được công nhận trên toàn thế giới. Thứ hai đó là về cơ hội lựa chọn ngành nghề thích hợp. Về hệ thống giáo dục xuất sắc của Mỹ đã tạo ra cho mỗi bạn sinh viên nhiều cơ hội. Mỗi trường ở Mỹ thì đều đa dạng các chuyên ngành cho các bạn học sinh lựa chọn. Thứ ba đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Các trường đại học ở Mỹ thì luôn đầu tư cao nhất về cơ sở kỹ thuật và kỹ thuật trong giảng dạy, cung cấp những cơ hội cho sinh viên với những dụng cụ và hỗ trợ tốt nhất. Thứ tư đó là cơ hội nghiên cứu và thực tập.
Nếu các bạn học chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì các bạn sẽ có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu hay là giảng dạy, với những kiến thức thực tiễn và thực tập sẽ có ích cho nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Bởi vì Mỹ luôn mang đến cho các bạn những suy nghĩ, những kiến thức mới lạ trong phòng học và phòng thí nghiệm. Hiện nay, Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của DeVry University tại Việt Nam. Và Trúc Giang cũng được biết DeVry University là ngôi trường của những con số biết nói. Thì không biết là lý do vì sao mà mọi người lại gọi DeVry University là ngôi trường của những con số biết nói ạ? Đúng vậy, thì với những trường đại học hoặc là cao đẳng khác chưa thể thống kê được cụ thể từng con số để làm nổi bật những đặc điểm của trường, ví dụ như là trường rộng bao nhiêu, hoặc là có bao nhiêu khuôn viên, hoặc là tỷ lệ sinh viên như thế nào, xếp hạng thứ mấy và những thông tin khác nữa. Và chính những con số biết nói của DeVry University đã thu hút được nhiều sự lựa chọn của sinh viên các nước trên thế giới. Đầu tiên đó là trường đã có hơn 82 năm kinh nghiệm giảng dạy, hơn 80.000 sinh viên đang theo học tại đây và hơn 90 cơ sở đào tạo nằm rải rác ở khắp nước Mỹ và Canada. Và 90% sinh viên ra trường đã có việc làm trong vòng 6 tháng. Và đặc biệt là trường chấp nhận chuyển tiếp cho các bạn sinh viên đang học đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Và sinh viên có thể được miễn tới 2/3 chương trình học. Trường chỉ có lớp học với sĩ số ít, chỉ khoảng tầm 20 sinh viên cho mỗi lớp học. Và trong vòng 5 năm qua thì sinh viên của DeVry University đã làm việc tại 96 công ty nằm trong top Fortune 100. Và công ty du học Tân Đại Dương thì hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường DeVry University tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết về trường thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.